Rồi chào anh em nhé. Hôm nay bên em mới dọn xong một cái con Seru 8 bánh 4 cầu IFWK18 Yanma nha anh em. Con này động cơ 3 máy dầu. Số thì 3 tiếng 1 lùi. Có nhanh chậm luôn ha. Có nhanh chậm luôn là thành 6 tiếng 2 lùi đó. Đó. Máy dầu nha anh chị nha. Bên em bao nguyên rinh ha. Đó, máy bao nguyên rinh. Thì có ga đầu này, nó hơi vô khói, nó hơi ra khói là cái bô là nó đóng nhớt nha anh chị nha. Còn máy nó không có khói nha. Máy rất là rinh. Bao rinh máy móc này, rinh này, cầu số rinh. Đó, bung chỗ nào về tặng cho anh em cho anh chị cái con máy luôn, không cần phải lấy tiền. Đây là cần ben nè. Này là cần số. Này là nhanh chậm nha anh chị nha. Máy Yanma. Con này 16 ngựa nha anh chị, 16 ngựa. Này là thắng nè. Thắng này thì thắng một phát là lết bánh luôn. Này là con, này là ga. Đó, thắng ga. Đèn, kèn. Đèn sáng hết nha anh chị nha. Đèn sáng, thắng ngon. Con nổ ok hết. Tại vì nó là xe rin mà. Xe rin. Chỉ sơn lại nguyên con ha. Xe này bên em đã sơn lại màu đen và màu xanh hết rồi. Sơn nguyên con luôn. Đây, bánh nè. Bánh là bánh rin luôn. Bánh rin luôn ha. Ga rất là cao nhưng mà nó hơi nứt như cọng tóc thôi. Nhưng mà nứt thì không vấn đề đâu. Tại vì cái vỏ rin này nó xài rất là chất lượng. Anh chị mua cái vỏ mới á, xài không bằng một cái vỏ rin mà nó hơi nứt vậy đâu ha. Vì vỏ rin lớp 4 nó rất là chắc. Đây, đó nó hơi nứt vậy thôi nhưng mà bánh thì rất là liền lạc. Anh chị có thể nhìn ha. Xe em sơn lại màu đen và màu xanh nè. Con này mất cái bẩn sâu. Mất bẩn sâu rồi nha anh chị, giá rất là rẻ luôn. Chỉ có 60 mấy triệu thôi nha anh chị nha. 60 mấy triệu thôi. Đó là anh chị có ngay một cái con 8 bánh 4 cầu rồi, giờ chạy rồi động cơ 3 máy dầu. Giá cực kỳ tốt. Màu xanh màu đen nhìn nó rất là, nói chung là nhìn nó tối nhưng mà nhìn nó rất là lì và rất là chắc hơn. Đó, giá 60 mấy triệu nha anh chị nha. Rồi, anh chị quan tâm liên hệ số điện thoại 0835 585879, ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.